Hà Nội thì đang như thế này hay là như thế này. Dù gì đi chăng nữa thì mình rất là hạnh phúc khi mà mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nó có hai mùa rất là rõ rệt, đó là mùa nóng, nóng vãi trường và mùa lạnh, lạnh vãi cả trường. Nhưng đây là cái khoảng thời gian rất đẹp để các bạn có thể xịt nước hoa. Ở đâu đó trên cái mảnh đất hình chữ S này có những vùng miền mà chúng ta chỉ có một mùa nóng thôi và nóng thấy mẹ, nóng ơi là nóng. Và cái việc xịt nước hoa nó cũng bị cản trở rất là nhiều, đặc biệt là những cái nhóm hương như là thuốc lá, như là gỗ, như là da thuộc và rất nhiều những cái nhóm hương mùa đông khác mà ở châu Âu người ta xài rất nhiều, nhưng mà ở những cái vùng như kiểu là miền Nam, như kiểu miền Trung rất là khó xài. Vậy thì có cách giải quyết nào, hay là chúng ta muốn tận hưởng những cái nhóm hương như vậy thì có mùi hương, có thương hiệu nào có thể làm nên điều đấy không? Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mùi hương thuốc lá cùng với cái nét ngọt hơi hướng mật ong mà các bạn có thể hoàn toàn tham khảo xịt được ở trong những cái thời tiết nóng, đặc biệt là dù có nắng nóng ở Hà Nội nhưng mà kiểu không quá gắt thì các bạn vẫn có thể xài được. Và nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì đây là chai nước hoa mà các bạn cần phải có. Nhưng mà đây là những cái điều mà các bạn cũng cần biết khi mà các bạn định mua chai nước hoa này. Chúng ta cùng nhau xem đó là cái tên nào nha. Trên tay mình đây đang là Anoë d'Abouger của nhà Maison Violette, một trong những nhà mà ở Việt Nam có lẽ là rất là ít người biết. Và cái nhà nước hoa này thì nó cũng có một cái lịch sử khá là lâu đời, khá là gian truân, khá là vất vả. Cụ thể thì cái nhà Maison Violette này nó được thành lập vào năm 1827 và nó được gọi là có một cái dấu ấn rất nổi tiếng ở Pháp khi mà nó được biết tới nhiều về xà bông. Và cái thời điểm đó khi mà cái nhà Maison Violette này nó được thành lập và nó đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng ở trong cái thời kỳ đó. Và một cái thời gian sau thì cái nhà này nó cũng cung cấp rất là nhiều những cái loại mỹ phẩm cũng như là hương liệu để cho cái tầng lớp hoàng tộc. Và cái ở trên chai nước hoa này thì nó có hình con ong. Cái hình con ong này nó là biểu tượng của hoàng hậu. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên trên cái phần thân chai, nhưng mà mình nghĩ là hơi khó nhìn một tí. Và sau khi cái thương hiệu Maison Violette này nó rất là phát triển thì nó cũng đã đến một cái mức gọi là cao trào, nghĩa là nó đã còn được ra sàn chứng khoán cơ, và đã tạo rất nhiều công ăn việc làm và biến cái việc sản xuất mùi hương này thành một cái ngành công nghiệp rất là lớn với rất nhiều công nhân. Và tất nhiên con đường phát triển rồi sẽ gặp những cái biến cố, đó là khi mà chiến tranh thế giới xảy ra cũng như là những cái cuộc khủng hoảng kinh tế thì cái nhà Maison Violette này nó không đủ nguyên liệu để còn sản xuất nữa và nó đã phải đóng cửa. Và mình nhớ là khoảng tầm năm 1955 thì cái thương hiệu này đóng cửa. Và đến năm 2017 nhà Maison Violette này đã được hồi sinh bởi ba người thanh niên rất là trẻ học điều chế mùi hương. Họ có đam mê rất là mãnh liệt và họ cũng là người rất là yêu thích lịch sử, thế nên là họ đã tạo dựng, xây dựng lại cái thương hiệu Maison Violette này trên những cái lịch sử rất là hoành tráng của thương hiệu này. Và sau đó một năm thì đến năm 2018 thì chai nước hoa này trên tay mình đây đã được ra mắt. Cái câu chuyện vừa rồi thì mình có được bạn Minh Chí Sen, bạn này thì có một kênh TikTok và cũng làm việc với Century. Century cũng là một cái nơi phân phối cái thương hiệu Maison Violette này, thì tí nữa mình sẽ gắn cái link tài trợ ở phía dưới. Cái câu chuyện này thì mình được các bạn ấy chia sẻ cho mình, và mình nghĩ là để các bạn có thêm phần hứng thú tìm hiểu một cái thương hiệu mới thì những cái câu chuyện xung quanh gắn liền với cái lịch sử quá trình phát triển nó cũng là cái mà các bạn cũng muốn tìm hiểu thêm. Nên là mình nghĩ là nếu như có những cái câu chuyện như vậy thì mình sẽ cố gắng cho vào những cái đoạn ở đầu những cái video để các bạn có thể nắm được rõ hơn. Và chai nước hoa này thì nó có một cái thiết kế, đây là chai 75 ml, các bạn có thể nhìn thấy thiết kế ở chai này thì nó có phần hơi giống chai Chocolaton nhưng mà nó sẽ dài hơn một tí, và cái phần đáy này nó làm khá là dày. Cái nắp này thì là nắp bằng kim loại khá là cứng và nó khá là nặng, các bạn có thể đậy vào và rất là khít với nhau. Cái hộp của nó thì đây, cái hộp của nó trông rất xịn sò. Bạn nào mà hay xem những cái buổi live trên TikTok của tôi các bạn nhìn thấy đây là cái hộp của nó này. Ui thế luôn, nó sẽ để chai nước hoa vào đây mà đây được kéo ra và kéo vào. Cái hộp này nó rất là chắc, nó tuy là làm bằng giấy thôi nhưng mà nó làm cực kỳ chắc luôn. Đây để như này thế luôn, cái chai nước hoa tôi nghĩ là đi tặng phải đỉnh của chóp luôn, kiểu tặng sếp ấy. Còn về cái phần thiết kế của chai
thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây, như lúc nãy tôi nói là có hình, sẽ có cái hình con ong ở đây, sẽ có cái năm những cái thông tin cũng như là cái phần tên thì nó lại bị in ngược ở đằng sau, đó là Anetabuje của nhà Maison Violet. Ở trên này thì có cái logo của cái thần thương hiệu riêng. Tóm lại là thiết kế ở trên này nếu mà khoảng tầm 5 chai thì bày cũng rất là đẹp. Và cái nhà này thì qua một cái thời gian mình thử cái viral của bạn Minh Chí gửi thì mình thấy rằng là nhà này chủ đạo đó là iris, đó là cái nét phấn. Và nếu như bạn nào thích một cái mùi hương có phần sang trọng, có phần điệu đà một tí, nó giống như kiểu Dior Homme Intime, giống như kiểu Verano, nhưng mà nó là một cái phiên bản nít hơn, một cái phiên bản làm có lẽ là nó có hơi hướng lịch sự hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo qua. Anetabuje nó là mùi của thuốc lá mật ong, tất nhiên nó vẫn sẽ có iris, nhưng mà tí nữa mình sẽ giải thích rõ cái nét iris làm ở đây. Mình thì về cơ bản mình không phải là một người quá thích iris, tại vì với mình iris nó có phần hơi giả và mình không thích cái nét son phấn cho lắm. Mùi hương này thì có lẽ sẽ kể một cái câu chuyện thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn. Đây cũng là một câu chuyện trong có thể nói rằng là 3 năm khi mình làm YouTube về nước hoa, nó cũng làm mình thay đổi rất là nhiều. Mùi hương này thì ra mắt vào năm 2018 và đến khoảng tầm giữa năm 2019 thì mình có tình cờ được thử cái vial của nhà này trong một cái lần đi họp nước hoa. Và cái thời điểm đó khi mà mình thử con Dapuje này thì mình thấy một điều rằng thuốc lá ở đây nó nhẹ nhàng và nó hời hợt quá, và rất là nhanh thôi, nó đi vào dĩ vãng và không hề có một chút nào nhớ về cái mùi hương này cả. Tại vì cái thời điểm đấy gu của mình đã là thuốc lá là phải ngọt, là phải nồng nàn, là phải ngửi nó phải hừng hực lên, thì đó mới là cái gu của mình vào những năm tầm 2017, 2018, 2019. Và sau đó một thời gian thì đến năm 2021 mình có vào Sài Gòn là mình có được thử lại Dapuje một lần nữa. Tất nhiên là lúc đấy thì cái kinh nghiệm thử mùi của mình, cái trải nghiệm về mùi hương nó cũng bắt đầu có sự khác biệt hơn. Mình cũng thấy rằng là chính mình lúc mà thời kỳ mà mình đầu mình làm YouTube ấy, đến bây giờ nó cũng thay đổi rất là nhiều. Nên là các ông có thể thấy rằng là có một vài chai nước hoa tôi làm lại thì tôi lại review có phần khác với ngày xưa, và cái sở thích của tôi cũng bị thay đổi. Đây là cái điều mà mình nghĩ là ai chơi nước hoa một thời gian dài, các bạn sẽ dần dần lên những cái bậc khác nhau và các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi hương nó vẫn là như vậy thôi, nhưng mà chính bản thân mình, bản cái gu của mình cũng sẽ thay đổi dần dần theo thời gian. Và đến năm 2021 đó thì mình vào miền Nam mình có thử mùi hương này và mình thấy rằng ui, tại sao đây là mùi hương mình đã thử rồi mà bây giờ nó lại mang lại cho mình một cái ấn tượng nó mới mẻ đến như vậy. Và cảm giác là mình và Dapuje này nó gặp nhau ở trong cái thời đúng cái thời điểm, đúng người đúng thời điểm ấy. Nhưng là gu lúc ấy của mình nó là một cái gu kiểu nhẹ nhàng vừa phải, không phải tỏa nghi ngút, không phải là một cái mùi kiểu hừng hực, kiểu sôi động nữa, mà nó có xu hướng trầm tính hơn. Tại vì nếu như bạn nào theo dõi mình thì từ 2019 thì các bạn sẽ biết rằng là cái quá trình mình làm YouTube này cho đến bây giờ mình đã gặp khá là nhiều những cái vấn đề khác nhau, từ cái công việc cho đến kể cả những cái lối sống sinh hoạt bản thân nó cũng thay đổi. Và rồi mình nhận thấy rằng là chính mình không còn là mình của ngày trước, và càng ngày mình càng kiểu hoàn thiện bản thân hơn, mình là cái gu của mình nó cũng sẽ khác hơn. Để mà dễ hình dung ấy thì Dapuje khi các bạn vừa mới xịt ra, các bạn nhận thấy một cái mùi kiểu hơi thảo mộc một tí. Thảo mộc ở đây nó mang cái mùi giống kiểu mùi cỏ khô, rất rất nhẹ thôi. Và các bạn nhận thấy cái nét spicy. Tất nhiên là thuốc lá gần như con nào cũng lên cái nét spicy lúc đầu thôi. Spicy ở đây thì nó không quá là rõ ràng, nó như kiểu là một chút cái hạt tiêu mà chúng ta dính ở trên khóe miệng, và khi mà chúng ta để ý thì chúng ta mới có thể dùng lưỡi chúng ta liếm nốt này, và chúng ta thấy rằng là nó cái nét cay của nó chỉ hơi kiểu lâm dâm nhẹ thôi. Và cái mùi thuốc lá ở đây nó cũng là một cái mùi thuốc lá rất là nhẹ, nó chỉ là vài nhúm thuốc lá mỏng thôi, chứ nó không phải là kiểu chúng ta ộp cả cái lá thuốc hay là kiểu cả một cái bao thuốc vào mặt, nó không phải là như vậy. Mùi hương này nó xuất hiện một cách rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, rất từ tốn, nó không khiến cho chúng ta phải bật ngửa về sau như kiểu là tobacco jam bởi cái mùi thuốc lá khô rất là nhiều khói. Thuốc lá đây nhẹ lắm, có xu hướng hơi giống con Phanh Booklet Tobacco, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn mà nó không bị chua bởi cái nét mận như là ở Phanh Booklet Tobacco. Và sau khoảng tầm 10 phút thì các bạn nhận thấy là cái nét phấn nó lên. Cái nét phấn ở đây thì chắc là chắn là đến từ iris rồi, nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng.
mình thấy rằng là vài con của nhà Maison Violet này mình thử thì cái nét phấn nó lên khá đậm, nhưng mà riêng con này nó lên khá là nhẹ. Và rồi các bạn nhận thấy cái nét ngọt. Cái nét ngọt ở đây thì qua mình xem cái nốt hương thì mình thấy rằng là gần như không có một cái nhóm hương nào liên quan đến mật ong hay là vani cả, mà nó chỉ toàn hoa cùng với ambosan và gỗ thôi. Thì nếu như bạn nào không biết ấy, thì ở trong này nó có một cái loại hoa, đó là hoa mimosa. Hoa này khi mà làm ở trong nước hoa ấy, thì nó sẽ có cái xu hướng là tạo ra một cái mùi phấn và cái nét ngọt kiểu sweet, kiểu mật ong ấy, hơi fruity nhẹ một tí, nhưng mà nó sẽ lên chủ đạo là mật ong. Thế nên là cái thuốc lá ở đây khi mà kết hợp cùng với iris và hoa mimosa, nó sẽ mang tới cho các bạn cái cảm giác cái nét thuốc lá ngọt rất nhẹ. Mình cứ nghĩ rằng là nó không phải là đổ cả cái chai mật ong vào thuốc lá hay là kiểu nhúng cả thuốc lá vào một cái hũ mật ong đâu, mà người thợ ở đây thì có cảm giác rằng là họ sẽ cầm từng cái sợi và họ sẽ quét lên từng cái sợi rất tỉ mỉ, rất là chi tiết, và quét lên xong rồi để nó ở ngoài khô đến một cái khoảng thời gian nhất định và rồi mang nó vào để có thể đưa cho bạn ngửi. Thì đấy là cái nét mật ong mà mình thấy rằng là nó rất đặc biệt. Và chính cái hướng làm như này là nó có một cái sự cân bằng tuyệt đối giữa thuốc lá cùng với mật ong. Nó không bị quá ngọt như là ở Nasot của nhà Sejop này, nó cũng không bị quá là nhiều thuốc dội như là ở Tobacco Jam hay là một vài chai thuốc lá mà các bạn xịt ra ban đầu. Nó rất cân bằng, rất là vừa phải. Và khi dry down ấy, thì thuốc lá nó lùi hẳn về phía sau và nó nhường lại chỗ cho cái nét ngọt của mimosa cũng như là một chút của ambosan và gỗ. Lúc này thì nó mang tới một cái mùi hương có cái xu hướng ngọt khá là trẻ trung và sáng. Và nó thật phải cảm ơn chai nước hoa này, tại vì nó làm cho mình kiểu tỉnh ngộ ấy. Tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ là cái cảm nhận của mình cách đây 2-3 năm trước nó vẫn là như vậy. Và có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, cái chai này anh đã review ngày xưa rồi thì bây giờ nó có khác gì hay không? Thì mình vẫn mang những cái gì mà ngày xưa mình cảm nhận ra để chia sẻ với các bạn. Nên là đợt tới có thể mình sẽ làm lại một vài con nó đã quá là lâu rồi để có thể chia sẻ những cảm nhận nó mới hơn, một cái góc nhìn nó mới mẻ hơn. Vì người ta bảo rồi, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Bây giờ thì kiến thức thì cũng được đọc thêm nhiều, trải nghiệm cũng được trải nghiệm nhiều hơn, và kinh nghiệm thì cũng đúc kết được nhiều hướng làm mùi hương hơn. Bây giờ khi mà chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn mới hơn để đánh giá những chai nước hoa cũ. Biết đâu lại thấy những cái hay mới, và biết đâu chúng ta lại chê những chai nước hoa mà mình đã khen ngon thì sao, đúng không? Về cái phần phong cách của chai nước hoa này, thì những bạn nào có cái xu hướng ăn mặc basic, đơn giản, thích những cái mùi kiểu skin scent, tại vì cái mùi hương này nó lưu ở trên da khoảng tầm 6 tiếng, nhưng mà nó sẽ là một cái mùi cực kỳ nhẹ ở trên da các bạn. Đây, ngay khi các bạn vừa mới xịt thôi thì các bạn phải đưa tay lên, nhưng mà sau khoảng tầm 15 phút các bạn phải đưa tay lên. Và mùi này lúc đầu ngửi nó hơi giống mùi kiểu lá trầu một tí, hơi hơi một tí. Các bạn phải đưa tay lên các bạn ngửi, nhưng mà nó vẫn sẽ ở đấy trong khoảng tầm 5 đến 6 tiếng, các bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương này. Nên là mình nghĩ là ăn mặc basic này, kiểu nam tính, có thể là như trước tôi đi phỏng vấn, tôi mặc một chiếc quần Âu nhưng mà theo cái xu hướng kiểu may đo cạp cao này, rồi một chiếc áo polo cài hết khúc cổ vào, chúng ta vuốt một cái mái tóc bóng bẩy một tí, nam tính trẻ trung body một tí, thì các bạn sẽ rất là phù hợp mùi hương này. Mùi hương này mình nghĩ là trong Sài Gòn ấy thì sẽ hợp để đi làm văn phòng, rất hợp. Các bạn là một người đơn giản, có phần basic, nhưng mà nó không phải là một cái người mà không đủ tinh tế để nhìn ra những cái đẹp. Các bạn sẽ là những cái kiểu là đẹp theo cái hướng là mặc dù tôi ăn mặc những cái bộ đồ rất đơn giản, nhưng mà những cái món đồ của tôi mặc nó đều có những cái điểm nhấn. Còn nếu như mà hỏi mình rằng là em thích một cái mùi thuốc lá ngọt thì con này đủ mật ong có đủ ngọt để em nổi bật không, thì mình nghĩ là không. Tại vì độ tuổi con này mình nghĩ là phải ít nhất là phải tầm 23 thì sợ là hơi trẻ, tầm ngoài 25 đổ ra thì các bạn mới nên xịt cái mùi hương này. Các bạn đi làm văn phòng kiểu trầm tính một tí, cũng có thể là hơi trầm tính một tí này đấy, mộc mạc nhưng mà kiểu tinh tế, khéo léo thể hiện ở những bằng những cái phương diện khác, thì André Dapoje của Maison Violet là một trong những lựa chọn rất ổn. Mặc dù giá thành của nó hơi cao, nhưng mình nghĩ là
cái tầm ngoài 25 thì để mà chi một chai nước hoa có thể sử dụng hàng ngày thì đây là một lựa chọn tốt. Xịt được mùa hè nhá, thuốc lá này tôi đảm bảo là xịt được mùa hè, không hề gây khó chịu một xíu nào, mùi rất ngon. Một chai nước hoa mình cũng có rất nhiều trải nghiệm cũng như là những cái ký ức khá là đáng nhớ. Và vừa rồi đó là chia sẻ của cá nhân mình về Annette Apogee của nhà Maison Violet. Nhà này thì tôi đang thử thêm vài con nữa, nếu mà có con nào ngon thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn. Và rất là cảm ơn bạn Minh Trí Sen cũng như là Century đã hợp tác để có thể gửi cho mình sản phẩm này để mình trải nghiệm. Mình rất cảm ơn, tại vì đây là chai nước hoa mà có lẽ cho năm nay, chắc là gần hết năm rồi, đây là chai nước hoa cuối cùng mà mình nhận được mà nó xứng đáng với những gì mà kiểu mình kỳ vọng, trông chờ. Nó vẫn ngon như những ngày mà mình thử em nó, kiểu đúng người, đúng thời điểm, tuyệt vời. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể xem cái nơi mua ở phía dưới nhá, cũng không có cốt giảm giá gì đâu, nên là anh em cũng không phải trông chờ gì cả. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại, bye, nhớ like share nhá.